được coi là tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử Liên Minh, thậm chí được coi là báu vật quốc gia của Hàn Quốc. Vậy nên không chỉ như trận đấu mà mỗi phát ngôn của Faker đều nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Và sau trận đấu với Hanwha Live, Faker đã có buổi phỏng vấn ngắn. Lúc đó, đội trưởng của T1 đã chia sẻ về tình hình của đội tuyển, tiết lộ rằng giai đoạn vừa qua T1 không thể tập luyện trong chế độ xếp hạng vì bị DDoS. Kết quả là mới đây sau khi giành chiến thắng 3-0 trước DK, Faker đã bất ngờ lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn trước đó của mình về vấn đề tập luyện của T1. Thậm chí Faker còn thừa nhận rằng bản thân đã thiếu lịch sự với đội chiến thắng là Hanwha Live. Trong cuộc phỏng vấn sau trận thua Hanwha Live, tôi đã nói không thể tập luyện do các cuộc tấn công DDoS nên đã xảy ra vấn đề với việc phân tích meta. Tôi đã nhìn lại và suy ngẫm về câu nói đó rất nhiều. Là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhiều người sẽ đồng cảm với chúng tôi, nhưng đó là lỗi của tôi khi đề cập đến những yếu tố bên ngoài trận đấu sau khi thua. Tôi đã học được rất nhiều rằng điều quan trọng không phải là những gì tôi nói, mà là cách tôi truyền đạt đến người khác. Trong cuộc phỏng vấn vừa qua, tôi nhận ra rằng mình đã thiếu tôn trọng người khác. Tôi nhận ra đó là một cuộc phỏng vấn có thể gây khó chịu theo góc nhìn của Hanwha Live. Sau khi những chia sẻ của Faker được lan truyền trong cộng đồng, lại càng có nhiều người hâm mộ và ca ngợi tuyển thủ này hơn. Với T1, sau khi đánh bại DK, đội tuyển này sẽ đối đầu với Hanwha Live tại nhánh thua. Đội giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ vào chung kết tổng để gặp Gen.G. Bên cạnh đó, nếu thắng trong trận đấu này, T1 hoặc Hanwha Live chắc chắn sẽ vào túi tấm vé tham dự MSI. Những năm gần đây, Liên Minh là một trong những tựa game phổ biến nhất thế giới và sở hữu một lượng fan theo dõi cực kỳ đông đảo. Trong đó, nhiều fan đã bày tỏ sự bức xúc của mình bằng cách thuê xe tải kèm với biểu ngữ, sau đó cho đổ ở trụ sở đội tuyển hoặc nhà thi đấu. Tuy nhiên, không phải lúc nào những đội tuyển hoặc tuyển thủ cũng là cái tên khiến cho các fan tức giận. Ví dụ như mới đây, các fan Hàn đã khiến cộng đồng quốc tế ngỡ ngàng khi gửi hàng chục vòng hoa tang đến trước trụ sở của Riot Games tại Hàn Quốc. Trên những vòng hoa tang này, họ đã ghi một số thông tin mỉa mai Riot như: sự công bằng của LCK đã chết vì vụ tấn công DDoS. Riot Games vẫn im lặng về việc rò rỉ thông tin cá nhân của các tuyển thủ. Theo tìm hiểu, vụ việc này bắt nguồn từ các fan Hàn muốn Riot Games nhanh chóng xử lý cũng như khắc phục hậu quả của những cuộc tấn công DDoS. Nguyên nhân vì trong số các đội tuyển tại Hàn Quốc, hầu hết các đội đều bị tấn công DDoS, nhưng T1 là đội bị tấn công đặc biệt nhiều nên không thể tập luyện một cách ổn định trong chế độ xếp hạng. Một số tuyển thủ ở đội trẻ T1 EA như Crackless tiết lộ anh đã thay tài khoản đến 6 lần nhưng vẫn bị tấn công tới tấp. Điều này cho thấy đội hình chính tại LCK của T1 cũng không có một môi trường tập luyện ổn định thời gian qua. Hiện tại, vụ việc vẫn đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là những ai thường xuyên theo dõi LCK. Sau một chuỗi ngày dài đằng đẵng, ban tổ chức VCS và Riot Games phải trì hoãn giải đấu nhằm điều tra các tuyển thủ có liên quan đến vấn đề bản đồ và cá độ. Họ cũng đã đưa ra kết luận và tiến hành tổ chức vòng loại playoff để tìm ra đại diện đến thẳng MSI 2024. Đó là GAM sau khi họ vượt qua Viking với tỷ số 3-1. Đây có thể được cho là một mùa giải đáng nhớ nhất trong lịch sử giải đấu, không phải vì độ hấp dẫn của nó, mà là những câu chuyện lùm xùm về tính công bằng trận đấu và VCS đã phải thanh lọc gần nửa tuyển thủ của 8 đội. Dù vậy thì vẫn còn nó GAM là đội mặc dù mất tới 3 cái tên nhưng vẫn tỏ ra ổn định với hai ngôi sao chủ chốt là Levi và Kiaya. Bên cạnh những thành viên được bổ sung gấp gáp, nhưng họ cũng là những mảnh ghép phù hợp. Một mùa giải đáng nhớ thì sẽ không thiếu những kỷ lục đáng ghi nhận, đặc biệt là lần vô địch thứ 10 trong lịch sử của GAM, nhiều hơn và bỏ xa bất cứ đội tuyển nào tại VCS. Haysoft lần đầu tiên trở về và đảm nhận mọi vai trò của một đội, từ người sở hữu, huấn luyện viên cho đến việc phải đi hỗ trợ bất đắc dĩ. Nhưng có lẽ điều kỳ lạ nhất mà có lẽ nhiều năm tới không thể xảy ra là EasyLove, sát thủ của GAM khiến cộng đồng game thủ phải bật cười. Chuyện là EasyLove vô địch VCS thì không có gì đáng nói, vì trước đó anh cũng từng có ít nhất một lần giơ cao chiếc cúp này trong màu áo của GAM. Nhưng ở lần trở lại này thì anh chàng đã lên ngôi vô địch nhưng với thành tích toàn thua tại vòng bảng, vì khi thi đấu cho đội Rainbow Warriors đứng cuối bảng đấu và GAM đã gọi anh trở lại rồi vô địch đầy ngoạn mục. Đây được coi là kỷ lục mà trên thế giới khó có tuyển thủ nào làm được, bởi phần lớn nếu đội tan rã hay tuyển thủ phải bị nghỉ thi đấu trong giai đoạn vòng bảng thì đội sẽ tìm kiếm một cái tên khác từ đội trẻ hoặc mua bất cứ ai đang thuộc diện tự do, chứ ít ai dám liều lĩnh lấy một người chơi của đội hạng cuối mà lại cho thi đấu vòng playoff. Nhưng GAM đã đúng khi chọn EasyLove. Việc EasyLove trở lại GAM ở thời điểm này sẽ giúp anh có cơ hội tham dự MSI, điều mà trước đó anh chưa từng thực hiện được bởi giai đoạn dịch đã phải ở nhà suốt 2 năm. Đây có thể là cơ hội để sát thủ sinh năm 99 thể hiện được khả năng của mình, và biết đâu đó lần tái ngộ này sẽ là một điều mới mẻ mà khán giả mong chờ. Cách đây một thời gian, Riot Games cho biết họ đang sản xuất một dự án đặc biệt là chế độ chơi mới. Đến hôm nay, Riot đã chính thức hé lộ về chế độ chơi đặc biệt này. Qua đó, Riot Games cho biết
chế độ chơi mới của Liên minh Huyền Thoại sẽ có những khác biệt rất lớn so với lối chơi của những chế độ cơ bản, đồng thời nó cũng thú vị hơn rất nhiều so với chế độ võ đài. Tiếp đến, Riot đề cập tới cụm từ sống sót trong thiên đường đạn, cộng thêm những thông tin hình ảnh được hé lộ, nhiều khả năng đây sẽ là một chế độ chơi dạng vượt ải, nơi người chơi sẽ phải né những viên đạn khổng lồ và phải tiêu diệt quái vật trong hình tròn. Bên cạnh đó, hình ảnh được hé lộ chỉ là phiên bản đang được hoàn thiện, vậy nên khi ra mắt chính thức, có thể những quái vật, đường đạn, bản đồ trong chế độ này sẽ có hình ảnh khác. Trong đó, cộng đồng game thủ có thể trải nghiệm chế độ chơi này một mình hoặc chơi với bạn bè. Theo dự kiến, Riot dự định ra mắt chế độ chơi đặc biệt này vào mùa hè, vậy nên khả năng cao nó sẽ được ra mắt trước thềm World 2024. Sau cùng, dù chưa đề cập chi tiết, nhưng khả năng cao đây sẽ là một chế độ chơi tạm thời và chỉ xuất hiện trong Liên minh một thời gian như nhiều chế độ chơi xoay tua khác. Quái khủng, mục tiêu tối quan trọng và quen thuộc trong các trận đấu, Baron Nashor dự định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong phiên bản 14.8. Riot Games đã quyết định sẽ tăng cường sức mạnh cho nó trong bản cập nhật sắp tới, khi cho rằng mục tiêu này không quá đáng sợ so với ngoại hình của nó. Đây sẽ là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong năm 2024, đặc biệt là khi bản 14.8 là phiên bản định hình meta cho giải MSI sắp tới. Theo đó, Baron Nashor sẽ nhận thêm buff về sát thương, khiến cho việc ăn mục tiêu này trở nên thách thức hơn. Điều này dẫn đến sự thay đổi về chiến lược của các đội khi chọn tiêu diệt mục tiêu này hay tham gia giao tranh tổng. Ngoài ra, những đội như Baron Nashor cũng sẽ gặp nguy hiểm hơn với lượng máu thấp và dễ bị phản công hơn trước. Dù chưa rõ những thay đổi chi tiết cho Baron Nashor, nhưng những nhà phát triển Riot cho biết họ đang tập trung vào việc đưa mục tiêu này trở nên nguy hiểm hơn. Theo Frogzone, những buff sẽ được thiết kế nhằm giúp quái khủng này trở nên đáng gờm hơn mà không làm gián đoạn cơ chế từ giữa đến cuối trận. Ngoài ảnh hưởng dành cho MSI 2024, những thay đổi dành cho Baron sẽ được áp dụng trên các máy chủ Liên minh. Điều đó đồng nghĩa với việc chiến thuật trong đấu xếp hạng cũng sớm thay đổi, hoặc cần phải giao tiếp tốt hơn nhằm tiến hành kiểm soát mục tiêu này. Ngoài ra, những vị tướng có thể solo Baron như Master Yi, Warwick giờ chỉ còn là quá khứ. Ở những phần khác trong bản xem trước của 14.8, những tướng rừng như Graves, Javan đệ tử, Olaf hay Viago cũng được tăng thêm sức mạnh. Ngoài ra còn có các nhân vật ở đường trên, đường giữa khác như Galio, Gwen, Huey, LeBlanc, Rise, Yon và Silas.